Namaskar, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn ở trong bộ bài tập những bài tập phục hồi và nuôi dưỡng cho hệ thần kinh. Và trước khi bước vào bài tập ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu mong rằng là bạn cũng hãy xoa bóp đầy đủ, vỗ thật kỹ cho cái vùng vai gáy và cánh tay của mình để tăng được sự lưu thông và dưỡng cho hệ thần kinh của mình. Sau đó thì sẽ là bài tập của Nguyễn Hiếu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với bài thiền và phút để gia tăng cái sự thư giãn và hội tụ năng lượng cho cơ thể và tâm trí của chúng ta. Trước tiên bạn hãy điều chỉnh tư thế ngồi sự thoải mái, tư thế mà bạn cảm thấy dễ chịu nhất. Lưng hãy điều chỉnh cho lưng thẳng thẳng, hai tay thả lỏng trên đầu gối, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, bụng phồng lên, thở ra sạch bụng, hít vào phình căng bụng lên, thở ra sạch sát xuống, loại bỏ mọi suy nghĩ lo lắng công việc trong đầu, tập trung tâm trí hoàn toàn như thường. Hãy hít vào hơi thật sâu và thở ra để cảm nhận nguồn năng lượng chữa lành của vũ trụ đang tràn vào trong cơ thể của bạn và di chuyển từ đốt sống dưới cùng lên trên đỉnh đầu, rồi thấm sâu vào từng tế bào, từng cơ quan nội tạng để cảm giác cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ thở ra, thở hết sạch bụng lại và hai tay chắp về phía trước ngực, sau đó hít vươn hai tay lên đan tay lại hướng hai ngón trỏ lên, giãn duỗi thẳng cánh tay ra, thở nghiêng qua phải, hít về giữa, thở nghiêng qua trái, hít về giữa, thở nghiêng phải, hít giữa, thở nghiêng trái, hít về giữa, thở nghiêng phải, hít giữa, thở nghiêng trái. Cảm động, cảm nhận sự chuyển động uyển chuyển mềm mại cơ thể và hít đưa cơ thể về giữa, thở ra hạ tay xuống chắp trước ngực, hít vào vươn hai tay lên, thở lại hạ bằng tay xuống. Lần cuối hít vươn hai tay, thở ra, vòng tay xuống chắp trước ngực, điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ, rồi đưa hai tay ra sau, ra tay ra. Kéo hai tay ra phía lườn eo phía bên trái, tiểu tay mở ra hướng vai. Hít vào thật sâu, thở như con lưng vào. Giữ ở đây hít thở đều. Ba mươi giây. Hít từ hít, đưa đầu về giữa, rồi di chuyển hai tay qua lưỡi bên phải, cử tay ngang với vai và thở nghiêng qua bên trái. Giữ hít thở đều. Hít thật sâu và thở thật chậm. Xong đó hít vào, đưa đầu về giữa, thoát hai tay, đan vào phía trước, nâng cằm lên, đẩy cằm lên, hít thở đều một lần nữa. Từ từ hít sâu, thở cố gắng nằm xuống, kéo giãn gáy và từng nốt sống. Sau đó hít vào, đưa đầu về giữa,
vươn hai tay lên, thở lại, đi bộ hai tay về phía bên phải, cơ thể nằm sát xuống người bên phải, thả lỏng đầu cổ, hít thở đều, sau đó vươn hai tay, đi bộ hai tay về phía bên trái, ưỡn, cúi đầu xuống. Nâng đôi hai tay lên, thẳng đến tay sẵn, kéo hai tay qua bên trong, hít về giữa, thở, kéo qua bên phải, hít về giữa, thở, kéo qua bên trái, hít về giữa, thở, kéo qua bên phải, hít về giữa, thở, kéo qua bên trái, hít về giữa, thở, qua bên phải, hít đưa hai tay về giữa, lắc qua lắc lại hai bên, rồi thở nhẹ, thả tay xuống, thả lỏng, thư giãn cho tay và vai, xoay nhẹ thư giãn lại, một, hai, ba, xoay ngược lại, ba, hai, và một, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, chống chân về phía trước, hai tay về phía trước, chống đầu gối. Thở ra, đẩy ra lên chữ T liền, nó mất chân đi bộ một chỗ nào. Rồi từ từ mở rộng hai chân sang hai bên, đẩy chân lên cao hít thở sâu, thở, chụp đầu gối, mở hai chân sang hai bên, khuỷu tay đặt trên đầu gối của mình, hít thở sâu. Thở hạ bàn tay phải xuống giữa hai chân nhé, vươn cánh tay trái ôm con lên, nắm về phía người bên cạnh, hông song song với mặt sàn, mắt người lên hít thở đều, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra, bàn tay từ từ hít, đưa hai tay trở về vị trí ban đầu. Hạ tay của bên trái xuống, vươn tay phải thẳng lên, vòng tay qua lưng em, nắm vào vùng bên trái, hạ bụng xuống, ngưỡng mắt nhìn lên hít thở đều, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra, từ từ hít vào, nâng vươn cánh tay phải lên. Thở ra, hạ tay xuống, đẩy hông lên, thả lỏng, thư giãn, cho đùi cho đầu gối của bạn, hít thở đều, hít thở sâu, và thở ra. Từ từ di chuyển hai chân về gần phía hai tay, bàn chân mở rộng vòng vai, hít thở, hít thở sâu, cong lưng và cuộn từng bước. Từng bước sống lên, tay tay được thả lỏng, nâng cơ thể thẳng lên, đưa hai tay đan vào phía sau lưng của bạn, hít vào, thở, kéo hai tay qua phải, nghiêng về bên trái, hít về giữa, thở, kéo hai tay qua trái, để nghiêng người qua bên phải, hít, đưa cơ thể về giữa, kéo hai tay qua phải, nghiêng người qua trái. Hít cơ thể về giữa và thở, kéo tay qua trái nghiêng người qua phải. Sau đó hít, đưa cơ thể về giữa, thở ra, chùm đầu gối, thật chậm rãi thả trôi đi về phía trước, lắc nhẹ cho hai tay của bạn, dùng nhịp ứng đưa để lắc cho bụng hai tay của bạn. Hít thở đều, hít thật sâu và thở ra, hít bụng phình lên, thở xẹp xuống,
vậy, tiếp tục đẩy xe bằng nhựa đi chợ đều. Biết là hồi nay như thế là sao? Nghe người qua bên phải nằm rất căng thẳng và phải bằng tay chồng rồi đưa cơ thể về dưới nước khi và hồi nãy đi qua trái mở toàn bộ cánh tay bên phải lại. Hít vào, thở ra, từ từ hít, đưa hai cơ thể về vị trí thả lỏng tay lên, móc hai tay vào đôi xuống, từ từ hạ bàn tay, cúi cả mặt đầu cổ, sau đó di chuyển hai chân về phía sau, tư thế chữ V duyệt và điều hành cơ thể. Hít sâu, thở chậm, hít vào và thở ra, hạ đầu gối, từ từ gom sâu, duỗi dài tay về phía trước, thả trái điều hòa hơi thở, cơ thể em bé hãy hít thở đều, hít vào thật sâu. Và thở ra từ từ, rồi hít vào, đẩy cơ thể lên, duỗi thẳng hai chân, rồi hạ cơ thể xuống, hạ ngực, hạ trán, gión hổ mang chuẩn bị hít vào, khép khuỷu tay sát về phía thân của bạn, rồi nâng cơ thể lên, siết chặt mông và phần lưng, nhớ siết chặt mông lưng. Để con mới không bị đau lưng và giữ ở đây hít thở đều. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít bụng phình lên, thở sâu xuống. Từ từ hít vào, thở ra, hạ cơ thể xuống, hạ nó phải. Duỗi tay phải, sau đó tiếp tục nằm nghiêng qua bên phải, hít thở đều. Chúng ta có thể ngửa người thật sâu, chú ý lựa theo sức của mình và tập trung hướng sự hơi thở đưa năng lượng về phía khớp qua bên phải, hít thở đều nào. Nằm càng nửa sâu, vai của chúng ta càng hoạt động. Rồi hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, duỗi tay trái sang ngang, hạ má trái, nằm ngửa ra phía bên trái. Chậm rãi nhé. Hít thở đều. Tập cái này mình yếu cảm giác như mình đang ấm huyệt sâu trong kín của chúng mình, sâu hơn cả mình. Hít thở hoàn toàn bằng mũi. Rồi hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, hai tay chống ngang vai, từ từ nâng cơ thể, duỗi thẳng cánh tay, siết chặt mông và lưng, hít thở đều, hít thở sâu và thở ra, hít bụng phình, thở sâu xuống, từ từ hít vào. Thở đẩy lùi mông sau, hai tay xuôi sau, hạ tràn xuống, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra, rồi từ từ hít,
đã đầy nhẹ mong manh, đỉnh đầu chút xuống dưới sao. Giữ ở đây 30 giây. Nếu cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể thoát sớm hơn. Xoay tròn trong một vòng rồi. Và đang tác động tới các cái huyệt ở trên đầu ấy, rất là dễ chịu. Từ từ hít ra, thở ra, cuộn chặt từng bước sống lên, đầu lên sau cùng nâng cơ thể lên, và từ từ chúng ta nằm xuống. Oh, hai chân lại, hai tay vòng vòng con rốn điều hòa bên trong. Hít vào thật sâu và thở ra. Hít phục phình lên, thở xẹp xuống. Hít vào, đừng căng bụng lên, thở xẹp sát bụng ra. Hít vào sâu, thở ra, rồi bạn hãy duỗi hai chân, hai tay xuôi cho thân, thả lỏng các khớp, các cơ, thả lỏng từng bước sống, thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng đôi lông mày, và hãy hít vào thật sâu, thở ra, đi vào sự thư giãn đang bao trùm. Thư giãn cho các khớp, các cơ, thư giãn cho toàn bộ cuộc sống, thư giãn cho cả thân thể, cảm nhận được nguồn năng lượng chữa lành đang bao trùm toàn bộ cơ thể của bạn, chữa lành cho vai, cho cánh tay, cho từng đốt sống và cho hệ thần kinh của bạn. Cảm giác cơ thể bạn lúc này mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết và hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu vào trung tâm, hết chân lại, vươn hai tay vào đầu, giữ dài cơ thể, rồi nâng bật cơ thể. Chúng ta đã hoàn thành bài tập của ngày hôm nay rồi, cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng và sảng khoái đúng không ạ? Bạn hãy luyện tập bài tập này 1-2 lần nữa, nhất tốt nhất là 2 lần.
để chúng ta gia tăng được cái sự phục hồi và chữa lành được nhanh hơn. Hãy hoàn thành bài tập của chúng ta lên trên lớp để nhìn thấy bạn, nhìn thấy cái sự thay đổi của bạn. Đó chính là động lực để mình tiếp tục sản xuất những cái khóa học khác hoàn thiện hơn và phù hợp với chúng ta hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đồng hành với những điều. Xin chào và hẹn gặp lại.